tất cả quý vị và các bạn, mình là Ngọc Linh, mình đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn dưỡng sinh thẩm mỹ Mura. Và ngồi bên cạnh mình đây là một cô khách hàng rất là xinh đẹp. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng giao lưu và làm quen với cô nhé. Và xin chào cô ạ. Chào. Cô có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không ạ? Tôi là Thanh Hà, tôi sống ở Thanh Hà. Tôi năm nay là 43 tuổi. Vâng, 43 tuổi nhưng mà nhìn cô thực sự rất là trẻ và chúng ta không khó để mà đoán được tuổi của cô đúng không ạ? Thế thì cô Hà có thể giới thiệu cho chúng cháu biết là cơ duyên nào đưa cô đến đây không ạ? Bình thường thì cô là sáng nào cô cũng đi thể dục. Xong là cô đi uống cà phê thì có cơ duyên là có một lần cô ngồi uống cà phê với bạn thì cô kêu là tôi không hiểu làm sao tôi mới 43 tuổi mà tôi rất là đau cổ, đau vai. Thậm chí là nhiều khi mà tôi quay ngược cổ để nhìn đèn xanh đèn đỏ mà quay kiểu không hơn mạnh một chút là cũng rất là đau buốt. Vai tay thì gần như là không bê được đồ nặng. Chỉ một khoảng 5 kg đã thấy không thể nhấc lên được, đã thấy rất là đau rồi. Thế sau khi bạn cô thấy cô nói thế thì cũng nói là bạn hãy đến 20 Lê Ngọc Hân làm thử đi, tôi đã làm ở đấy rất nhiều và rất là tốt, cải thiện rất là nhiều so với sức khỏe ở độ tuổi của chúng mình, nên là hôm nay cô đến thử. Dạ vâng ạ. Thế thì cô Hà có thể chia sẻ một chút là khi mà mình chăm sóc tại đây cũng như là lời giới thiệu của bạn mình như thế thì qua quá trình chăm sóc thì mình cảm thấy sức khỏe của mình cải thiện ra sao ạ? Cô thì cô thấy là qua buổi trải nghiệm đấy, cô thấy là đến như bây giờ cô đang ngồi cô cảm thấy rất là dễ chịu, hai cái vai không còn cảm giác nó mỏi rã rời nữa, mà cô quay đi quay lại, sau khi làm cô quay đi quay lại thử để thử xem thì cô thấy là cũng không còn bị đau như trước nữa, nó nhẹ hơn rất nhiều, tuy là nó chưa được phải là hát là vàng nhưng cô cảm thấy nó cũng rất là dễ chịu, quay lại không còn bị đau buốt ở cổ vai này nữa, mà tay chân mình cũng nhẹ rất nhiều, không còn bị cảm giác như là kiểu như là bị rã rời. Dạ vâng ạ, đấy rất là tuyệt vời, tại vì là cô Hà thì là mới chăm sóc chứ chưa phải là làm hết một liệu trình. Thế nhưng mà hiệu quả mang lại đã vượt trên sự mong đợi rồi. Thì nếu như trong thời gian tới cô Hà tiếp tục chăm sóc về liệu trình vai gáy thì chắc chắn rằng là nỗi lo về vai gáy của mình sẽ được dứt điểm hoàn toàn. Và từ đây thì cũng kính chúc là cô Hà ngày càng xinh đẹp, ngày càng khỏe mạnh và sẽ gắn kết với Mura Hall lâu dài hơn. Và cũng hy vọng rằng những ai mà gặp tình trạng về đau mỏi vai cổ gáy giống như cô Hà, chúng ta sẽ tìm được địa chỉ uy tín tin cậy để chăm sóc. Và xin cảm ơn cô ạ, hẹn gặp lại cô trong những chương trình sắp tới ạ. Cảm ơn.